Chào mừng các em đã trở lại với môn âm nhạc 8 trong học online ở tuần 22. Hình như tuần 20 thì chúng ta đã học về bài hát khác vào mùa xuân, nhạc sĩ Mozart, phóng viên người Việt Tô Hải. Và bài tiết 21 chúng ta được ôn tập bài hát và sau đó học bài tập nhạc số 5. Và hôm nay ở tuần 22 này thì chúng ta tiếp tục ôn bài hát khá là mùa xuân và ôn tập nhạc số 5 bằng nhiều hình thức. Và các em bây giờ đang được xem những hình ảnh một mùa đông tuyết băng giá rất là nhiều. Đây là những cảnh như mùa đông và tiếp theo các em sẽ được xem những hình ảnh như mùa xuân. Đây là những hình ảnh mùa xuân rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học tiết 22. Bài tiết 22 này chúng ta có 3 phần. Phần đầu tiên là ôn tập bài hát khác vào mùa xuân. Phần thứ hai chúng ta sẽ ôn tập bài tấu nhạc số 5. Và phần thứ ba là phần bài mới, đó là âm nhạc thưởng thức, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu. Đầu tiên thì các em sẽ ôn tập bài hát khác vào mùa xuân của nhạc sĩ Mozart, phóng dịch người Việt Tô Hải. Tính chất bài hát này thì nhịp nhàng và vui vẻ. Bây giờ các em sẽ được nghe bài hát này, ca sĩ hát và các em sẽ biết bài hát theo và nhà có lời ca sĩ hát. Thì các em cần lưu ý những chỗ có dấu liên như chữ hé, chữ xuân, chữ vui lại. Phần liên hai với nhau này nó là rất là khó, các em chú ý nhé. Và chữ thấy, chữ hoa, chữ đây và chữ đang. Điều tuần trước là nhắc và bây giờ tôi nhắc sơ qua thôi. Và bây giờ các em sẽ hát bài hát này với phần nhạc nền. Thank you.
Bài hát này thì các em sẽ có thể tua lại và các em hát thêm một vài đoạn nữa nếu như mình cảm thấy mình hát chưa thuộc lắm. Và các em có thể kết hợp một số động tác, vận động thêm, phụ họa thêm cho bài hát này xem sinh động thêm. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 là chúng ta ôn tập bài tập số 5, bài Làng Tôi, được chính điều trích trong bài hát Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao. Và trong bài này thì các em sẽ nhắc lại là nhịp số 8 là gì. Nhịp số 8 là trong mỗi nhịp chúng ta có 6 phách, một phách bằng một nốt móc đơn, mỗi nhịp có hai trọng âm, trọng âm ở đây có nghĩa là hai phách mạnh. Trọng âm thứ nhất được nhấn vào phách số 1 và trọng âm thứ hai được nhấn vào phách thứ 4. Và bây giờ các em sẽ được nghe bài tập số 5 này với tên nốt em dẫn trước nhé. Các em đừng vừa nghe một bài nhạc mẫu, bây giờ các em sẽ hát về đọc và hát lời bài này. Em sẽ đọc theo nhé. Sẽ đọc lại một lần nữa. Chúng ta đã vừa tập xong bài là tập nhạc số 5. Bây giờ phần thứ 3 là chúng ta sẽ học về phần âm nhạc thưởng thức. Phần này chúng ta sẽ được học về giới thiệu về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu. Phần một nhỏ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Ở đây là hình ảnh về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.
Còn nhà sĩ Nguyễn Toàn, ông sinh ngày 10 tháng 3 năm 1929 tại Hà Nội. Ông là tác giả của rất nhiều bài hát như Quê Em, Noi Gương Lý Tự Trọng, Nguyễn Viết Xuân, Đào Công Sự, bài ca Người Lái Xe, Tình Em Biển Cả, Chiều Chi Bến Cảng, Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi, Hà Nội Một Trái Tim Hồng và rất nhiều bài hát nổi tiếng khác. Ông đã được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Và sau phần hai nhỏ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bài hát tiếp theo, phần thứ sáu. Chúng ta sẽ được xem về hình ảnh của chị vào thứ sáu. Đây là hình tượng đài của chị vào thứ sáu. Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933 và hy sinh vào ngày 23 tháng 1 năm 1952 trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Bài hát ra đời năm 1958 bằng giai điệu nhẹ nhàng mềm mại, bài hát đã gây xúc động cho người nghe về tấm gương hy sinh anh dũng của người con gái tuổi trẻ quyết không xuất phục trước mũi súng của quân thù. Sau vẫn còn nhắc nhở
giờ sáng cho hoa kia nở, mùa xuân lan tràn dư sờ. Tôi đến hát trước năm một chốn sâu, người nữ anh hùng. Tôi đến hát trước năm một chốn sâu. Em vừa được nghe xong bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Võ Đức Toàn. Và bây giờ các em sẽ viết trên lớp thì các em sẽ phát biểu cảm nghĩ, và học online thì các em sẽ viết cảm nhận của em về bài hát nghe xong bài hát này và viết vào vở và sau này để kiểm tra nhé. Và đây là một số bài hát của nhạc sĩ Võ Đức Toàn. Bài hát Hà Nội trước tinh hồn, bài hát quê em, bài hát Mai Hương đi tìm trọng, bài hát Chiều chiều bến cảng, bài hát Đang là cuộc sống của tôi, bài hát Vô Hình Sống và bài hát Xuân. Đây là hình ảnh của đi tìm trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một bài hát khác từ sĩ Nguyễn Đức Toàn, bài hát Mai Hương đi tìm trọng. Ngàn năm còn vắng mãi tên người, tuổi trẻ gan dạ và biết hy sinh. Việt Nam đứng đầu sóng và gió, người chiến sĩ cộng sản Việt Nam, đem chỉ tài diện lũ xâm lăng. Ôi anh lý tự trọng, người anh hùng vỡ khoa, luôn luôn kiên ngang đối mặt quân thù. Con đường của thanh niên chỉ có đường thanh bằng, lời anh sáng người vàng mãi đến ngàn cây số. Ngày nay đoàn em quyết nói gương người, chẳng hòng lao động và biết yêu thương. Nhìn sóng nói không khí chào đón, đoàn mang năng lực của tương lai, chỉ cần quang đỏ thắm trên vai. Yêu đoàn nước anh hùng đã bao lần chiến thắng, tan như sao mai sáng rừng giữa trời. Đây đoàn em chẳng ngoan nguyện nhớ lòng yêu bác dày, ngày mai đêm chỉ tài xây đất nước nhà Việt Nam. Ngàn năm còn vắng mãi tên người, tuổi trẻ gan dạ và biết hy sinh. Việt Nam đứng đầu sóng và gió, người chiến sĩ cộng sản Việt Nam, em chỉ tài diện lũ xâm lăng. Ôi anh lý tự trọng, người anh hùng vỡ khoa, luôn luôn kiên ngang đối mặt quân thù. Con đường của thanh niên chỉ có con đường thanh bằng, lời anh sáng người vàng mãi đến ngàn cây số. Ngày nay đoàn em biết nói gương người, chẳng hòng lao động và biết yêu thương. Nhìn sóng nói không khí chào đón, đoàn mang năng lực của tương lai, chỉ cần quang đỏ thắm trên vai. Yêu đoàn nước anh hùng đã bao lần chiến thắng, tan như sao mai sao rừng giữa trời. Đây đoàn em chẳng ngoan nguyện nhớ lòng yêu bác dày, ngày mai đem chỉ tài xây đất nước nhà Việt Nam. Ôi anh lý tự trọng, người anh hùng vỡ khoa, luôn luôn kiên ngang đối mặt quân thù. Con đường của thanh niên chỉ có con đường thanh bằng, lời anh sáng người vàng mãi đến ngàn cây số. Lời anh sáng người vàng mãi.
À, các em vừa được nghe bài hát Nơi Đôi Núi Thì Chậm, một trong những bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Toàn. Bây giờ là được viết ở nhà chuẩn bị cho cái hôm sau. Các em sẽ hát kết hợp thuần thục các động tác phụ họa như chưa là phần ôn tập và đã dặn bài hát Mùa Xuân, và đọc đúng và thuộc lời ca bài hát ở nhà suốt năm, đồng thời học thêm phần nữa như thưởng thức. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ dẫn trước bài học của tuần sau nhé. Bữa học đã kết thúc và chúc các em có một ngày vui vẻ và sự hạnh phúc. Chúc các em học tập thật là tốt.